Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Tinger 4-in-1. Mẫu đèn này phù hợp để mọi người mua trang trí trong phòng bay, phòng karaoke tại nhà, quán bar, vũ trường, bếp đất có diện tích từ 20-40m². Nó được thiết kế rất là gọn nhẹ, mọi người có thể dễ dàng treo lắp. Thiết kế của nó nhỏ nhưng mà độ sáng của nó rất là cao. Nó có thể chiếu xa hơn 20m, độ phủ rộng sử dụng tốt cho không gian từ 20-70m². Đèn có chế độ cảm ứng đeo nhạc và auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Như mọi người thấy là đèn nó đang fill đeo nhạc, nhưng mà nhạc nhỏ, đang nhạc fill thì nó sẽ tắt đi. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế để studio của công ty BH Minh mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 RO16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.